Trong giới động vật, khỉ là loài gần gũi với con người nhất. Khỉ cũng là loài động vật có nhiều nét đặc trưng nhất mà không loài động vật khác có được. Nó cũng là loài động vật nằm trong danh sách cần phải bảo tồn, nghiêm cấm các hành vi giết hại, buôn bán hay là săn bắt. Thậm chí là trong nhiều trường hợp, dù chúng có gây hại và ảnh hưởng tới cuộc sống của con người, thì cũng cần có biện pháp ngăn chặn khác, chứ không phải là giết hại chúng. Chính vì vậy mà mới đây, trước thực tế một đàn khỉ hàng trăm con lần đầu tiên từ trên núi tràn xuống phá hoại hoa màu của người dân ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng việc ngăn chặn chúng cũng được chính quyền địa phương quán triệt, không thể sử dụng biện pháp giết hại và săn bắt mà cần có các phương án để đàn khỉ trở về núi trong sự an toàn. Theo đó, tại ba thôn Diên Lộc, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn có nhiều diện tích đất triền đồi nơi người dân trồng mì, bắp, khổ qua và chuối mốc. Trong đó, chuối, bắp và mì lần lượt là các món khoái khẩu của khỉ. Một tuần qua, người dân khốn đốn vì đàn khỉ lên tới hàng trăm con xuống núi phá hoại hoa màu. Nguyên nhân được cho là có thể nơi ở cũ không còn thức ăn, nên chúng phải di chuyển nhiều cây số đến vùng trồng bắp chuối của bà con để tìm kiếm thức ăn. Theo người dân, khỉ thường ra ruộng lúc vắng người, khi người đông lại chạy sang dãy keo có nhiều bụi rậm. Mặc dù người dân địa phương dùng mọi cách xua đuổi nhưng vẫn không hiệu quả, thậm chí còn bị đàn khỉ phá hoại nhiều hơn. Một số các biện pháp đã được người dân tại đây thử như dùng bù nhìn, thùng phi để gõ tạo tiếng động nhưng đều không hiệu quả. Rất nhiều gia đình chỉ sau 2 ngày hoa màu đã bị tàn phá hết. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã vận động người dân chỉ nên dùng biện pháp xua đuổi, tuyệt đối không được dùng bẫy giết hại khỉ. Địa phương đang chờ Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi có biện pháp hỗ trợ để giúp ổn định sản xuất.